đó là về cái phần phản biện, cái phần tranh luận của viện kiểm sát đối với các luật sư của các bên. Ở đây không phải là viện kiểm sát họ lại phản biện lại hoặc là họ tranh luận lại với luật sư của các bị can bị cáo, mà họ còn tranh luận lại với luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại, đó là luật sư của SCB. Nào quý vị, ở đây là viện kiểm sát họ đóng cái vai trò là cái người truy tố và kiểm sát cái quá trình giải quyết vụ án. Viện kiểm sát họ có hai chức năng. Chức năng thứ nhất là về góc độ hình sự, họ là cái người đưa ra cái lập luận và cái cáo buộc một người vi phạm pháp luật hình sự. Cái chức năng thứ hai của viện kiểm sát là họ kiểm sát cái quá trình giải quyết vụ án phải đúng pháp luật. Cho nên có một cái quan điểm đưa ra rằng là trong một cái vụ án mà viện kiểm sát chỉ là cái người phản biện lại luật sư của bị can và bị cáo không thôi thì nó đúng, nhưng nó chưa có đủ. Đủ có nghĩa là viện kiểm sát họ phải phản biện làm sao, tranh luận làm sao để cho cái pháp luật nó rõ ràng hơn, đúng không? Và trong cái vụ án này chúng ta thấy qua nội dung của các cái bài báo ngày hôm nay thì tôi thấy rằng là viện kiểm sát họ thực hiện luôn cả cái vai trò là phản biện với lại là luật sư của bị hại nữa, chứ không riêng vì luật sư bị cáo không. Lý do vì sao mà viện kiểm sát họ lại đề nghị như vậy, nó có lý do của nó, và chúng ta cùng nhau nói về cái câu chuyện của viện kiểm sát ngày hôm nay, quý vị ha. Thì như quý vị thấy đó, qua một cái phiên tòa thì khi mà hội đồng xét xử đã thông qua được cái việc mà giới thiệu thành phần xét xử, rồi xong rồi đến cái phần là xét hỏi, rồi xong đến cái phần là tranh luận của, đến cái phần mà công bố cái luận tội của viện kiểm sát, rồi đến phần các luật sư là bào chữa, rồi đến phần các luật sư là bảo vệ cùng nhau lên tiếng để bảo vệ cho thân chủ của mình, thì bây giờ là đến cái phiên viện kiểm sát họ sẽ tranh luận lại, làm rõ và sáng tỏ vụ án ra, đó gọi là tranh luận tại tòa án. Chứ không phải tranh luận là một bên nói một bên không nói gì hết, không phải tranh luận, đúng không? Tranh luận là hai bên cùng nhau đưa ra quan điểm của mình để cho các bên sẽ làm rõ vấn đề ra. Và không chỉ là viện kiểm sát họ tranh luận một lần đâu, nếu như viện kiểm sát họ tranh luận, họ đưa ra quan điểm rồi mà phía các luật sư của bị can, bị cáo và bị hại họ không đồng ý với quan điểm đó của viện kiểm sát, họ có quyền tranh luận ngược lại. Và khi mà luật sư của các bên tranh luận ngược lại lần nữa, viện kiểm sát họ có quyền là tranh luận tiếp tục, coi như tranh luận làm sao đó để cho vụ án được làm sáng tỏ ra hết, và hội đồng xét xử là cái người cầm cân nảy mực xem coi bên nào nói đúng, bên nào nói sai, thì hội đồng xét xử căn cứ vào pháp luật để hội đồng xét xử là sẽ xử lý ra một cái bản án. Và cái bản án đó, tôi xin thưa quý vị rằng cái trách nhiệm đầu tiên là của hội đồng xét xử. Bởi vì tại sao? Tuyên một người có tội hay không có tội là trách nhiệm của hội đồng xét xử. Quý vị có nhớ là hồi xưa có vụ ông Chấn, ông Nén hồi xưa không? Cơ quan điều tra họ có quyền điều tra, viện kiểm sát họ có quyền là luận tội và ra cáo trạng đề nghị mức án. Cuối cùng là tòa án họ ban hành cái bản án để tuyên người một người là có tội hay không có tội, thì trách nhiệm đầu tiên phải là hội đồng xét xử. Cho nên là khi đó mà tuyên ông Nén là có tội, xong rồi sau đó là được giám đốc thẩm hay tái thẩm gì đó là tuyên là vô tội, thì những vị mà xử lý vụ đó mà làm không đúng là đều bị xử lý hết. Cho nên vấn đề đặt ra ở đây là hội đồng xét xử họ cũng phải làm đúng pháp luật để chi? Để khi nếu có xảy ra sơ suất thì họ được pháp luật bảo vệ cho họ, chứ không có ai mà rảnh để mà đi làm trái pháp luật cả. Cho nên là hội đồng xét xử họ sẽ nghe các bên tranh luận với nhau, người nào tranh luận đúng, hồ sơ thể hiện rõ ràng thì việc thì hội đồng xét xử họ sẽ tuyên rằng là bên đó có lý và có cơ sở, thì họ mới căn cứ pháp luật để họ tuyên ra cái bản án, hay quý vị ha. Để cho nên á, ra tòa khi mà hai bên cùng tranh luận với nhau thì tòa án luôn luôn là thay pháp luật là gì, là mở rộng cái thời gian để các bên cùng tranh luận. Bởi vì càng tranh luận với nhau dựa trên tinh thần pháp luật mở rộng và dựa trên cái quan điểm mỗi người sẽ làm cho mọi việc đều sáng tỏ ra. Ví dụ hai người tranh luận đi, hai người mà tranh luận qua lại riết rồi thì cũng làm sáng tỏ được vụ việc. Nhưng mà khi tranh luận mà một bên nói bên không nghe, xong rồi bên kia đứng lên nói tôi không tranh luận nữa, vậy thì đâu sáng tỏ được, đúng không quý vị? Quý vị để ý cái vụ án ở dưới Thiền Am hồi xưa, quý vị nhớ nè, khi mà bên chỗ của luật sư đồng nghiệp họ tranh luận, viện kiểm sát họ mới bác bỏ, rồi họ tiếp tục tranh luận, rồi đến phần tôi tranh luận, đi qua khoảng 2 vòng
xong rồi tôi thấy rằng là nội dung vụ án đã quá sáng tỏ rồi, nó không cần thiết phải tranh luận nữa, bởi vì tranh luận nữa thì đều là vô cái ngõ cụt. Khi chúng ta tranh luận là phải có cái cơ sở để chúng ta cùng nhau là nói, nhưng mà không thể nào tranh luận một cái mà không thể nào có cái kết quả cuối cùng được, ví dụ cái trứng hay con gà có trước thì làm sao tranh luận được. Cái đó là quan điểm nhận thức mỗi người, đúng không? Nhưng mà về cơ bản chúng ta tranh luận một vấn đề mà phải có cái cơ sở pháp lý mà nó đã rõ rồi thì chúng ta có quyền từ chối tranh luận. Thì trong vụ án này là đây là lần đầu tiên viện kiểm sát họ phản biện lại các ý kiến của luật sư bảo vệ cho các bên. Thì hôm nay tôi thấy được một cái quan điểm rất là rõ ràng từ phía viện kiểm sát. Họ nói rằng, họ nói sao? Họ nói cái ngân hàng của SCB, bà Trương Mỹ Lan không có cho SCB mượn tài sản. Và thậm chí họ còn nói đây chính là cái việc mà bà Trương Mỹ Lan cần thì bà Trương Mỹ Lan là rút tiền thôi, chứ không phải là cái chuyện là bà Trương Mỹ Lan là cho SCB mượn tiền, mà bà Trương Mỹ Lan coi SCB là cái nơi giữ tiền, lúc cần thì rút thôi. Và vì sao viện kiểm sát họ lại nói vậy? Bởi vì quan điểm của phía luật sư bảo vệ cho bà Trương Mỹ Lan cho rằng bà Trương Mỹ Lan là cho SCB là mượn tài sản để trả cho ngân hàng nhà nước, hình như là 30.000 tỷ thì phải, hay là 15.000 tỷ gì đó. Sau đó bà ấy nói rằng là bà ấy đã cho mượn tiền để giải quyết cái khó khăn cho SCB. Nhưng mà phía viện kiểm sát nói rằng là không, bà chỉ là lợi dụng cái việc này để bà đưa tài sản vào, để bà rút tài sản ra và rút tiền ra thôi, bà không chứng minh được bà cho mượn. Thì chúng ta cùng nhau xem qua cái phần phát biểu của kiểm sát viên về phiên tòa hôm nay để phản bác lại các ý kiến của các luật sư. Hay hay quý vị ha, chúng ta là cùng nhau đi theo cái diễn biến của tình huống để chúng ta thấy là mỗi một bên sẽ có cái quan điểm của họ như thế nào, chứ chúng ta cũng không thể nào mà nghe một phía được hết. Nghe một phía bởi vì là người ta đang bào chữa. Và quý vị nên nhớ nè, luật sư là dĩ nhiên là vẫn phải làm theo pháp luật là đúng rồi, nhưng cái vấn đề là luật sư phải bảo vệ cho thân chủ của mình, còn viện kiểm sát là họ phải truy tố ra pháp luật những hành vi là vi phạm pháp luật. Còn công tòa án là ông ấy là ngồi phán xử, còn ông công an là gì? Ông công an là ngồi điều tra ra có hay không có chuyện đó, đúng không? Ông công an là điều tra có hay không có chuyện đó. Lỗi là của ai? Ông viện kiểm sát căn cứ vào kết quả điều tra đó, ông ấy là ra cái cáo trạng để thực hiện chức năng là truy tố buộc tội. Còn ông luật sư là cái ông bào chữa bảo vệ quyền lợi cho thân chủ. Ông tòa án là cái ông ngồi để phán xử và chịu trách nhiệm với cái bản án mình ban hành ra. À quý vị ha. Rồi một số anh chị lại có cái tinh thần không tích cực, quý vị nói ông luật sư với viện kiểm sát là cũng phe, xin tôi không có phe đâu nha. Luật sư với viện kiểm sát đôi khi đối lập nhau rất nhiều, trái ngược quan điểm hoàn toàn luôn. Có những vụ án hội đồng xét xử tuyên xong rồi viện kiểm sát kháng nghị luôn. Ví dụ tôi đang làm một vụ án kháng nghị đây, tòa tuyên rồi nhưng mà viện kiểm sát kháng nghị luôn, đề nghị là hủy bản án của phiên tòa sơ thẩm luôn. Rõ ràng là mỗi người đều theo làm theo pháp luật hết thôi. Bài báo được đăng trên báo Việt Nam VN Express vào lúc là 11:34 với cái nhan đề là viện kiểm sát Trương Mỹ Lan không cho SCB mượn tài sản không bị thiệt hại. Viện kiểm sát cho rằng bà Trương Mỹ Lan không khai đúng sự thật, thực tế không cho SCB mượn tài sản mà dùng thủ đoạn đưa tài sản vào để lập khoản vay mới trả nợ cũ của chính bị cáo. Ngày 1 tháng 4, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm về các sai phạm tại SCB tiếp tục với phần đại diện viện kiểm sát đối đáp lại 8 nhóm vấn đề mà các bị cáo và luật sư đưa ra khi bào chữa. Trước đó, trong phần xét hỏi cũng như lời bào chữa, bà Lan và các luật sư đều lần lượt đề nghị và đề cập bị cáo đã đưa nhiều tài sản có giá trị vào ngân hàng SCB cho mượn để tái cơ cấu, dẫn đến hiện giờ chính bà là người bị thiệt hại, mất hết tài sản. Cho mượn là như thế nào? Tôi giải thích chỗ cho mượn nè. Ví dụ, quý vị phải hiểu cái về cho mượn trước, rồi mình mới hiểu được, xong rồi mình mới nghe được cái lời lý giải và lời khai của các bên, rồi mình mới hiểu hết. Cho mượn có nghĩa là ví dụ như tôi, như chị Hòa ở trong cái đường live của quý vị đang xem đó. Chị Hòa có một cái khoản vay, chị Hòa vay ngân hàng, nhưng mà không có tài sản đảm bảo.
thì tôi là người có một miếng đất, tôi chị Hoàng mới mượn của tôi là để đi thế chấp cái miếng đất đó để đảm bảo khoản vay của chị Hòa. Khi mà chị Hòa trả nợ không được thì người ta mới bán phát mãi tài sản của tôi ra để trả nợ cho ngân hàng thay cho chị Hòa, thì cái đó mới gọi là mượn tài sản, đúng không? Rồi còn mượn tài sản thứ hai là sao? Mượn tài sản có nghĩa là tôi làm hợp đồng chuyển nhượng hoặc tặng cho chị Hòa bằng cách là chị Hòa không có trả tiền cho tôi, bán chuyển nhượng cho chị Hòa nhưng chị Hòa không có trả tiền cho tôi, mà coi như là tôi cho mượn và thiếu tiền bán mà đáng thiếu, rồi chị Hòa mới lấy cái tài sản đó, chị Hòa mới thế chấp ngân hàng để vay một khoản vay ra để chị Hòa kinh doanh làm ăn, thì cái đó gọi là cho mượn, đúng không? Cho mượn có nghĩa là sao? Cho mượn có nghĩa là cái người mà được được mượn đó, cái người mà nhận thụ hưởng đó, họ chỉ sử dụng cái số tiền đó và nó phải phát sinh, nó có phát sinh thì mới gọi là mượn. Còn ở đây đó, viện kiểm sát cho rằng là bà Lan lấy tài sản bỏ vào SCB xong rồi bà Lan mới rút một khoản tiền ra, thì cái đó là hợp đồng là cho vay thế chấp chứ làm sao mà gọi là cho mượn được. Quý vị hiểu hình dung chưa? Mượn là mình có được một cái tài sản rồi mình mới phát sinh tăng cái số tiền của mình lên để mình kinh doanh làm ăn, thì cái đó mới gọi là mượn. Tôi nói lại, mượn là sao? Quý vị đang ở nhà nè, quý vị mượn tiền của ông anh, mượn tiền bà chị là tiền mình tăng, đúng không? Hoặc là mình đi vay ngân hàng mà mình không có tài sản để mình thế chấp, thì mình mượn cái sổ của ông anh của mình đó đem đi thế chấp, ông anh ra ký tên thế chấp để đảm bảo khoản vay của mình với ngân hàng. Nếu mình làm ăn mà không tốt thì lúc đó là ngân hàng sẽ bán phát mãi tài sản của ông anh để đi giải ngân cho ngân hàng và trả nợ ngân hàng, thì cái đó mới gọi là mượn, đúng chưa? Hoặc là mình mượn bằng cách nữa là gì? Là mình sẽ nhận chuyển nhượng từ phía chỗ ông anh của mình nhưng mình không trả tiền cho ông, đúng không? Rồi mình lấy cái sổ đó mình đi thế chấp ngân hàng, mình lấy tiền ra mình làm ăn, có nghĩa là mình cũng không có bỏ ra gì hết mà mình có một số tiền tăng, thì cái đó mới gọi là mượn. Rồi hiểu về mượn rồi đúng không? Thì bây giờ mới bắt đầu tiếp tục vô cái câu chuyện nè, lý do vì sao viện kiểm sát mới là phản bác ý kiến của bà Trương Mỹ Lan rằng là bà Lan không có cho mượn. Viện kiểm sát bác bỏ cho rằng đây chỉ là cái lời khai nại thôi, khai nại là khai khống thôi, khai nại ra có nghĩa là khai không đúng sự thật thôi. Khai để mà lập luận giống như là chạy bỏ trách nhiệm của mình, khai để lấy có cái ra để mà khai, gọi là khai nại ra ha. Viện kiểm sát bác bỏ cho rằng đây chỉ là lời khai nại không đúng sự thật, tài liệu trong hồ sơ về các chứng từ rút nè, nộp tiền nè, báo cáo nè, tờ trình nè của SCB về năm phương án tái cơ cấu và các văn bản phê duyệt của ngân hàng nhà nước có đủ căn cứ xác định bà Lan không có cho SCB mượn tài sản mà dùng thủ đoạn đưa tài sản vào để lập cái khoản vay mới và rút tiền ra ngoài để trả nợ cho các khoản vay cũ của mình. Đó, có nghĩa là bà Lan vẫn đưa tài sản vào SCB. Nhưng mà nếu mà đưa vào cho SCB mượn là SCB sẽ đi lấy tài sản đó đi thế chấp chỗ khác, thì cái đó mới gọi là đưa tài sản vào cho SCB mượn. Quý vị hiểu không? Mình đưa tài sản vào để mình là cho SCB mượn, SCB mượn mới đi thế chấp của người khác thì mới gọi là đi cho SCB mượn. Còn ở đây bà Lan đưa tài sản vào SCB để làm một cái khoản vay khác rút tiền ra ngoài thì cái đó không gọi là cho mượn được. Cái đó gọi là bà Lan đi vay của SCB. Ha, hiểu hiểu rõ chỗ này ha. Đó đó là lý do vì sao hồi nãy tôi giải thích về cái việc mà cho mượn. Đúng không? Cho mượn là tài sản của người được mượn đó là họ tăng lên. Còn ở đây bà Lan bỏ tài sản vào SCB và bà Lan rút tiền ra thì gọi là khoản vay của bà Lan chứ không có cho mượn ở đây. Bởi vì SCB đâu có phát sinh tài sản tăng đâu. Bởi vì bỏ tài sản vô thì nằm treo ở đó rồi bà Lan rút tiền ra thì đó là khoản vay của bà Lan. Đó, viện kiểm sát họ lập luận là như vậy. Có đủ căn cứ để xác định bà Lan không cho SCB mượn tài sản mà dùng thủ đoạn đưa tài sản vào để tạo lập khoản vay mới trả nợ cho các khoản vay cũ của chính bị cáo và các công ty có liên quan tại các ngân hàng trước khi hợp nhất. À, lời khai của bị cáo Lê Khánh Hiền, Võ Văn Tường, Phạm Văn Chi, cựu lãnh đạo SCB giai đoạn sau khi hợp nhất đều xác nhận các khoản vay còn dư nợ, nhà còn thiếu nợ đó, các khoản vay phải thu từ trước khi hợp nhất là của chính bà Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có nghĩa là từ trước đó nữa đã có vay rồi nha. Lời khai của những người đứng tên tài sản đảm bảo, đứng tên khoản vay cũng xác nhận vấn đề này,
có nghĩa là những cái người mà đứng tên thay đó, đứng tên giùm đó, là cũng xác nhận cái chuyện này, đúng không quý vị? Không phải dựa vào một cái hồ sơ chứng từ từ các cái tờ trình. Ta dụ gì thấy nè, khi mình cho SCB mượn bỏ tài sản vào giúp SCB thì SCB họ sẽ có một cái xác nhận của mình là gì? Hợp đồng cho mượn tài sản, đúng không? Còn SCB mà muốn vay của người khác, mình lấy tài sản của mình đảm bảo cho khoản vay của SCB thì lúc đó sẽ có hợp đồng thế chấp cho khoản vay của SCB. Nhưng mà chứng từ đó được thể hiện ở SCB là gì? Là từ là rút tiền nè, nộp tiền nè, báo cáo tờ trình nè, về các phương án tái cơ cấu thì hầu như thể hiện là gì? Là hợp đồng cho, hợp đồng gì? Hợp đồng thế chấp và vay của bà Lan, chứ không phải hợp đồng cho mượn tài sản. Đó là lý do vì sao mà viện kiểm sát họ bác bỏ cái chuyện là bà Trương Mỹ Lan là giúp cho SCB và cho SCB mượn tài sản là không có. Bà bỏ tài sản vào và bà rút ra bằng một cái khoản vay thì đó là đi vay chứ không phải đi mượn. À, đi vay chứ không phải cho mượn. Rồi. Và điều đó cùng đồng nghĩa với việc là những lời khai của những người đứng tên giùm họ cũng khai như vậy luôn. Và có rất nhiều tình tiết để viện kiểm sát họ có căn cứ lập luận để bác bỏ ý kiến của bà Lan. Theo phương án cơ cấu, bà Lan dùng 5 tài sản gồm tòa nhà Windsor Plaza, các dự án 289 Trần Hưng Đạo, khu 52 Tham Que, chợ vải đưa vào SCB xử lý các khoản nợ phát sinh trước hợp nhất là 48.759 tỷ đồng gốc và lãi. Hồ sơ thể hiện tại hồ sơ vụ án đó. Có nghĩa là trước khi mà các cái ngân hàng họ sáp nhập thành SCB thì bà Lan đã vay ở các ngân hàng con, tạm gọi ngân hàng con nói vậy nè, ba ngân hàng cũ, thì bà Lan có vay ở một trong các ngân hàng cũ hoặc các ngân hàng cũ, sau đó là hợp nhất lại, hợp nhất với chia tách doanh nghiệp, với sáp nhập doanh nghiệp là nó khác nhau nha quý vị. Nói cái này quý vị phải hiểu về cái pháp lý của doanh nghiệp mình nói mới dễ hiểu hơn. Sáp nhập nó khác, hợp nhất nó khác, chia tách doanh nghiệp nó khác. Thì tôi tạm nói để cho những anh chị có cái điều kiện đi làm đó, cho anh chị dễ hiểu hơn thôi. Hợp nhất lại là những cái khoản nợ, những cái khoản mà dư nợ hoặc là những cái khoản mà phát sinh từ cái lúc mà ba ngân hàng đều gom lại thành là chủ thể của một cái ngân hàng thôi, là SCB. Và khi đó người ta chứng minh được rằng là trước khi hợp nhất lại thành SCB, bà Lan đã có vay của những ngân hàng khác là những hàng con rồi. Tổng số dư nợ đến là 48.759 tỷ đồng gốc và lãi. À. Thực tế, bà Lan không thiệt hại bởi SCB đã cho bị cáo lấy các tài sản này ra bằng cách là rút, hoán đổi, mua lại bằng chính tiền giải ngân khoản vay theo cái phương án dự án số tài sản này với trị giá là 55.000 tỷ đồng. Trong khi đó, số tiền SCB giải ngân thông qua phương án tái cơ cấu để trả cho các khoản vay nợ cũ là 57.000 tỷ đồng. Việc bị cáo Lan và các đồng phạm lập các báo cáo trình ngân hàng nhà nước phê duyệt phương án tái cơ cấu là không đầy đủ. Bản chất các khoản nợ phải thu cũ là chính bị cáo. Bản chất các khoản nợ phải thu cũ là của chính bị cáo, chính bà Lan luôn. Bản chất các khoản vay mới là hợp thức, che giấu việc bà Lan không trả nợ các ngân hàng cũ, các khoản nợ cũ. Có nghĩa là sao? Vậy nè. Hồi xưa đó, tôi vay của thằng công ty A 50.000 đồng, ha. Tôi vay của thằng B 50.000, tôi vay thằng C 50.000. Rồi. Tôi vay là tôi thiếu nợ đúng không? Xong rồi ba công ty này nè, nó sáp nhập lại thành một công ty thôi. Thì tôi quên đi ba cái hợp đồng cũ tôi thiếu nợ của ba thằng này, mà một pháp nhân mới thành lập sau khi nó hợp nhất thì tôi quên đi, tôi lờ đi cái chuyện tôi đã nợ cũ, mà so với phần pháp nhân mới á, thì tôi là một người trắng tinh luôn, trắng hoàn toàn, tôi không có nợ nó. Bởi vì pháp nhân mới mà, pháp nhân cũ thì tôi có vay, nhưng pháp nhân mới tôi không có vay với nó. Cho nên ở đây á, là mình lờ đi cái chuyện cũ và bỏ tiền vào cái thằng mới để mình rút tiền ra để mình trả nợ ngược lại cho thằng cũ. Vậy thì đâu có gì đâu cho mượn đâu, không cho mượn gì hết á. Ha. Việc bị cáo Lan và các đồng phạm lập các báo cáo trình ngân hàng nhà nước phê duyệt phương án tái cơ cấu là không đầy đủ. Bản chất các khoản nợ phải thu cũ là chính của bị cáo. Bản chất các khoản vay mới là hợp thức, che giấu việc bà Lan không trả nợ các khoản vay cũ đó. À, từ đó, bị cáo Lan lợi dụng việc đưa một số tài sản vào để tất cả đồng phạm dưới quyền, các cá nhân có liên quan tin tưởng bị cáo là người bảo trợ cho SCB.
Viện kiểm sát nêu quan điểm, đồng thời cho rằng các luật sư nói bị cáo cho SCB mượn tài sản là bị thiệt hại là không có căn cứ. Bởi vì tại sao? Cho mượn là tài sản người đi mượn phải tăng, giá trị tiền phải tăng. Còn đi vay là bỏ tiền vào rồi là bỏ tài sản vào là rút tiền ra, thì cái đó là đâu phải là cho mượn. Thưa quý vị, nhớ kỹ ha. Viện kiểm sát tiếp tục dẫn lời khai của bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc SCB, Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc SCB cho rằng thực tế bà Lan không đưa tài sản vào cho SCB mượn mà đưa các tài sản giá trị thấp vào để vay số tiền lớn, sau đó sử dụng để đầu tư vào các dự án bất động sản. Đây là lời khai của người trong cuộc luôn ha quý vị ha. Thực tế bị cáo sử dụng SCB như một công cụ tài chính, coi SCB như là nơi giữ tiền của mình. Khi nào cần tiền là chỉ đạo cấp dưới làm hồ sơ khống lấy ra để sử dụng. Đại diện viện kiểm sát nói, điển hình là khi cần tiền mặt, bị cáo chỉ đạo lãnh đạo SCB, nhân viên dưới quyền hợp thức hóa hồ sơ, rút tiền mặt hơn 108.878 tỷ đồng và hơn 14,7 triệu đô la chuyển về nhà riêng để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Là có tình tiết mà quý vị nhớ là khi mà ông viện kiểm sát hỏi á, ông thẩm, ông chủ tọa hỏi đó, nhà của bà ở đâu, cái bà Lan mới nói là nhà tôi địa chỉ ở đó đó, nhưng mà cái nhà đó đó là tôi ở phía trên, còn cái chuyện mà nhân viên chuyển tiền tới là không biết tới nhà nào, tại vì đó là nguyên tòa nhà, đúng không quý vị? Đó là lúc đó là quý vị thấy đúng không, lúc đó là bà Lan là hơi lập luận cho đó, là cũng hơi bị khó lập luận đó, bởi vì nhà đó là cái nhà là nó nằm trong cái tòa nhà, mà sao nó trùng hợp đến mức độ mà cái ông mà lái xe nhân viên chở tiền tới cái tòa nhà đó, thì bà Lan nói không, chở cái tòa nhà đó thôi chứ còn tôi ở trên, tòa nhà là ở nguyên một khu lớn lắm, bà Lan nói là không phải tới nhà. Hay là như vụ bà Lan trả công cho Dương Tấn Trước, tổng giám đốc công ty Tường Việt 1.500 tỷ đồng vì đã xin cấp phép dự án. Bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng nhóm công ty Tường Việt đứng tên khoản vay để rút tiền từ SCB rồi chuyển cho Trước, và đây thực chất là chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Thiệt hại của vụ án được tính thế nào? Cái khúc này là cái khúc mà của viện kiểm sát họ bác bỏ luôn ý kiến của bên SCB luôn, bác bỏ luôn, bởi vì viện kiểm sát bản thân của họ là họ đưa ra quan điểm và họ kiểm sát quá trình giải quyết vụ án, cho nên không phải rằng là họ là viện kiểm sát là họ luôn luôn đối lập với luật sư của bị cáo không đâu, họ thậm chí còn đối lập luôn cả luật sư của bị hại nữa nếu như bị hại làm không đúng pháp luật. Hay quý vị, đại diện viện kiểm sát cũng bác bỏ quan điểm của các luật sư cho rằng phải trưng cầu kết quả định giá của cơ quan định giá trong tố tụng hình sự để xác định thiệt hại vụ án mới đảm bảo tính khách quan chính xác. Theo viện kiểm sát, cơ quan tố tụng không căn cứ vào kết quả định giá của công ty thẩm định giá Hoàng Quân mà căn cứ vào phương pháp điều tra khác phù hợp với số liệu của SCB, và quan điểm là gì? Quan điểm là các cơ quan kiểm toán độc lập, lời khai của các bị cáo và nhiều chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, chứ không căn cứ vào mỗi kết quả định giá của Hoàng Quân không. Hành vi phạm tội của bà Lan diễn ra trong thời gian dài, sử dụng SCB như là một công cụ tài chính để huy động tiền cho hoạt động kinh doanh và mục đích cá nhân. Bất cứ khi nào cần tiền, bà Lan chỉ đạo nhóm nhân viên thân tín, cán bộ chủ chốt của SCB lập hồ sơ khống, giải ngân. Do đó, số tiền thiệt hại của vụ án phải được xác định là dư nợ. Dư nợ là sao? Dư nợ có nghĩa là mình tính ra cái khoản mà để rút ra từ cái tiền mình đã thế chấp tài sản vô. Như thế này. Cái giá trị tài sản của cái tài sản đó là 5 tỷ. Đúng không? Tài sản là 5 tỷ. Thì thông thường quý vị sẽ đi vay á, là để vay được 3 tỷ thôi. Thì cái khoản dư nợ của mình á, là 3 tỷ. Và nếu mà trừ đi mà khắc phục được cái hậu quả của tiền 5 tỷ cái tài sản thế chấp bỏ vào đó, mình trừ ra mà mình đã khắc phục được nó, thì cái phần mà còn thiếu lại đó mới gọi là dư nợ của cái khoản vay đó. Đấy. Cho nên viện kiểm sát nói rằng là ở đây là số tiền nó phải thấp hơn là 677.000 tỷ đồng, với cái quan điểm của SCB cho rằng là thiệt hại là 677.000 tỷ, nhưng viện kiểm sát cho rằng là chỉ có 498.000 tỷ thôi, thấp hơn so với cái quan điểm của bên bị hại.
Việc bị cáo đưa tài sản vào thế chấp cho cái khoản vay chỉ là phương thức, thủ đoạn nhằm rút tiền. Thực chất, các tài sản đảm bảo này đã bị rút ra bất cứ khi nào, không đủ pháp lý, không đăng ký giao dịch đảm bảo. Nếu vụ án không bị phát hiện thì hành vi của bị cáo còn tiếp diễn. Hiện SCB quản lý một số tài sản có khả năng khắc phục hậu quả. Vì vậy, theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo, các tài sản này sẽ được dùng để trừ một phần trách nhiệm hậu quả là sao? Người ta lấy tổng số tiền bà Lan rút ra khỏi ngân hàng, trừ đi cho tổng giá trị tài sản mà bà Lan đã nộp vô ngân hàng để làm thế chấp. Ví dụ, rút ra là 1 triệu tỷ, mà tài sản thế chấp còn trong đó là 500.000 tỷ, thì dư nợ thiệt hại là 500.000 tỷ. Đúng không? Lấy tổng tiền rút ra, trừ cho tài sản đã được định giá, thì trừ ra, nó còn lại là 500.000 tỷ chẳng hạn là như vậy. Đây. Nếu viện kiểm sát áp dụng mức thiệt hại của vụ án là 677.000 tỷ đồng, thì mức hình phạt đề nghị đối với các bị cáo sẽ là khác, với là lớn hơn đó. Viện kiểm sát nói, ý viện kiểm sát nói rằng tôi đề nghị 498.000 tỷ đồng là tiền thiệt hại, thì mức đề nghị là như vậy. Đúng không? Còn nếu như tôi mà chấp nhận cái mức án, tôi chấp nhận cái mức thiệt hại là 670.000 tỷ thì mức án đề nghị còn cao hơn nữa kìa. Bởi vì cái mức án là như thế này nè, do tôi đề nghị nè, là nó phù hợp với thiệt hại là 498.000 tỷ. Còn nếu mà tôi mà đồng ý với cái mức là 670.000 tỷ do SCB đồng ý, do SCB đề nghị á, là tôi mức án tôi đề nghị còn cao hơn nữa, nhiều án tử hơn nữa, ý là vậy. Đấy. Còn hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm của viện kiểm sát hay không tùy, bởi vì viện kiểm sát chỉ là cáo buộc, kiểm sát vụ án và đề nghị mức án, còn tuyên như thế nào là quyền của tòa, viện kiểm sát không ý kiến đó. Viện kiểm sát rất là cứng không quý vị ha. Còn quan điểm của hội đồng xét xử có chấp nhận quan điểm của viện kiểm sát hay không, hay xác định thiệt hại là 677.000 tỷ đồng này theo như là yêu cầu của bị hại, thì tòa quyết, viện kiểm sát không có ý kiến. Rất cứng. Bởi vì viện kiểm sát đề nghị là có 498.000 tỷ thôi. Còn SCB nói không, 670.000 tỷ là viện kiểm sát nói không. Nếu mà 670.000 tỷ đó là tôi đề nghị nhiều mức án cao hơn rồi. Do là tôi xác định có 498.000 tỷ thì mức án mới là như thế này thôi. Còn cái chuyện mà tòa quyết như thế nào đó là quyền của tòa. Đó, vì thấy cứng nhắc thôi. Cứng nha. Chứ không phải ở đây á, là nhiều anh chị nói rằng là viện kiểm sát họ luôn luôn bảo vệ SCB, không phải đâu. Viện kiểm sát là cơ quan độc lập để truy tố và kiểm sát vụ án. SCB cũng là một doanh nghiệp thôi. Bà Trương Mỹ Lan hay các bị cáo cũng đều là cá nhân thôi, bình thường thôi. Như nhau trước pháp luật thôi. Chứ không phải là viện kiểm sát là ưu ái SCB lúc nào cũng đồng ý quan điểm là 670.000 tỷ đồng là không phải. Ở đây và rõ ràng viện kiểm sát không chấp nhận quan điểm của SCB luôn. Thiệt hại có 498.000 tỷ thôi. Lấy tổng tiền rút ra từ cái tiền mà đã thế chấp vào là mới ra là dư nợ là tiền thiệt hại. Chứ không thể nào tính theo cái kiểu SCB được. À. Đối với đề nghị của luật sư, cần lấy dư nợ từng khoản vay trừ đi tài sản đảm bảo sau khi được xử lý, làm căn cứ xác định thiệt hại. Viện kiểm sát cho rằng, phương pháp này chỉ áp dụng đối với các quan hệ tín dụng thông thường khi phát sinh tranh chấp. Trong vụ án này, bản chất của các hợp đồng tín dụng là nhằm chiếm đoạt tiền của SCB, nên không chấp nhận quan điểm của luật sư về căn cứ xác định thiệt hại nêu trên. Viện kiểm sát cũng bác bỏ quan điểm không nên tính lãi đối với các khoản thiệt hại cho bị cáo, bởi các hoạt động của ngân hàng diễn ra theo quy trình thông thường thì ngân hàng phải trả một khoản tiền lãi cho người gửi ngân hàng. Trong vụ án này, bà Lan đã chiếm đoạt tiền của người gửi tại ngân hàng thông qua các bị cáo chủ chốt, SCB trở thành người gánh chịu hậu quả thì phải tính luôn cả tiền gốc và tiền lãi. Riêng chỗ này tôi không đồng ý với viện kiểm sát. Lý do vì sao? Ý của viện kiểm sát nói đó là khi mà tính thiệt hại là tính luôn cả cái tiền lãi suất nữa. Tôi không đồng ý chỗ này, bởi vì tại như thế này nè, khi mà mình đi lừa đảo một người nào đó thì mình trả lại cái tiền mà mình đã lừa đảo thôi, chứ không thể nào tính luôn cái lãi suất của tiền mình đi lừa đảo. Giả sử thằng A đi lừa đảo thằng B 500 triệu, thì mai mốt xử lý hình sự là thằng A này bị chịu hình phạt là tù chung thân,
đúng không? Còn cái tiền thiệt hại là lấy lừa đảo của thằng A đó là thằng B phải trả 500 triệu thôi. Không thể nào mà nói rằng là đi phải tính cái lãi lãi suất của cái tiền lừa đảo hết. Viện kiểm sát lập luận rằng á, là do cái hoạt động ngân hàng là hoạt động là nhận tiền gửi và đi cho vay, cho nên là ở đây đó ngân hàng phải chịu lãi suất trả cho cái người bị thiệt hại, cái người mà gửi tiền vào, cho nên tính luôn lãi suất thì tôi không đồng ý. Hoạt động kinh doanh là có rủi ro, đúng không? Ở đây bản chất không là ngân hàng đi, đây là một cái doanh nghiệp bình thường đi, thì bản thân là doanh nghiệp đó là một cái đơn vị có ký kết hợp đồng với bên ngoài, là chuyện đó của doanh nghiệp với bên ngoài. Còn người khác lừa đảo doanh nghiệp là chuyện đó của người khác với doanh nghiệp, không thể nào tính phần lãi suất trong đây được. Cho nên chỗ này á, viện kiểm sát nó phải tính tiền lãi trên tiền tiền lừa đảo đó là tôi không đồng ý. Quan điểm của tôi là tôi không chấp nhận cái phần tiền tính lãi suất ở chỗ này. Đó là quan điểm cá nhân của tôi. Bởi vì xưa nay tôi chưa từng thấy cái vụ việc nào mà đi tính lãi suất trên cái tiền đi là đi lừa. Không bao giờ có chuyện đó. Làm ăn kinh doanh là phải có rủi ro. Và cái lỗi dẫn ra lỗi SCB là để cho người ta lừa mình. Cho nên là nói rằng là phải tính luôn cả cái tiền lãi mà bởi vì SCB là nhận cái tiền gửi từ phía người dân, SCB vẫn phải trả lãi cho cái người dân. Và tính luôn tiền lãi cho cái người lừa đảo là tôi thấy không đồng ý. Đó là quan điểm pháp lý của tôi, không có cơ sở. À, nãy giờ tôi đồng ý với những gì viện kiểm sát nói, nhưng chỗ này là tôi không đồng ý. Rồi, viện kiểm sát mới là bác bỏ luôn cả cái quan điểm của luật sư bảo vệ cho bên bà Lan. Bởi vì tại sao một hành vi mà lại xử về hai tội danh? Quá trình bào chữa, một số luật sư cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo Lan và đồng phạm là cùng một phương thức, thủ đoạn xuyên suốt trong thời gian dài. Việc chia và xử lý các bị cáo về hai tội vi phạm của hoạt động tín dụng và tham ô là gây bất lợi cho thân chủ. Viện kiểm sát đồng ý với quan điểm hành vi của bị cáo Lan và đồng phạm có phương thức và thủ đoạn tương tự. Song bà Lan ngay từ đầu đã có mục đích chiếm đoạt tài sản. Thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2018, Bộ Luật Hình sự chưa quy định về hành vi tham ô đối với tài sản thuộc nhóm ngoài nhà nước. Đây, chỗ này là hồi xưa tôi nói với quý vị đúng không? Tội tham ô chỉ dành cho nhóm người là nhà nước thôi. Sau này pháp luật hình sự năm 2015 họ mở rộng ra. Đấy, cho nên là tội tham ô đó là áp dụng luôn cho cả những người làm ở ngoài doanh nghiệp, ngoài nhà nước luôn nha. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, các tập đoàn mà mình là cái người được chịu trách nhiệm là quản lý có chức vụ mà mình vẫn lấy tiền là mình vẫn thuộc tội là tham ô. Nhà quý vị nha, luật cũ không có, chỉ dành cho người của nhà nước thôi, nhưng luật mới là có tội tham ô dành cho nhóm người là ngoài nhà nước nha quý vị. Nhưng nó chỉ có hiệu lực xử lý kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở về sau thôi, còn trước đó là không có. Nhưng mà riêng ở chỗ này nè, cái hành vi của bà Lan được xem xét là từ năm 2012 đến năm 2021 22 là vượt qua năm 2018 rồi. Thế thì cái câu chuyện đặt ra, tại sao mà viện kiểm sát lại truy tố hai tội danh? Thứ nhất, từ năm 2012 đến năm 2018 vì cũng một cái hành vi đó mà lại truy tố cái tội danh là tội là vi phạm quy định về quản lý, vi phạm quy định về lĩnh vực cho vay của ngân hàng. Nhưng mà sau năm 2018 thì lại là xử lý tội tham ô. Một hành vi xử lý ở hai tội danh ở hai điều luật, luật sư không đồng ý. Tôi cũng đồng ý với quan điểm đó. Một hành vi chỉ xử lý một tội danh và nguyên tắc có lợi cho bị can bị cáo thì hai trong một trong hai tội danh này, tội danh nào mà thấp 5 tù hơn là chọn cái đó, nguyên tắc có lợi cho bị can và bị cáo. Thì với quan điểm tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của các luật sư đồng nghiệp. Một hành vi vi phạm diễn ra từ năm 2012 đến năm 2020 chẳng hạn đi, chính giữa là năm 2018, thì nguyên tắc là có lợi chỉ một hành vi là xử lý một tội danh duy nhất mà thôi. Và tội danh nào mức án thấp hơn áp dụng cho tội danh đó. Đó là nguyên tắc có lợi cho bị can và bị cáo. Tôi đồng ý với các luật sư đồng nghiệp. Còn ở đây, viện kiểm sát cho rằng đó là ở hai cái giai đoạn khác nhau là xử lý chuyển hóa tội danh là từ cái tội cũ là tội vi phạm quy định về cho vay ngân hàng và sau 2018 vẫn tiếp tục làm là truy tố về tội là tham ô thì tôi không đồng ý chỗ này.
Nếu được tranh luận ở tòa, tôi tranh luận chỗ này rất là hay. Tôi hoàn toàn đồng ý với luật sư đồng nghiệp. Một hành vi vi phạm diễn ra một thời gian dài, nếu có tình tiết tăng nặng thì đó chính là cái phần tăng nặng trách nhiệm hình sự thôi, tôi chấp nhận. Nhưng rõ ràng chỉ một tội danh thôi, hành vi diễn ra liên tục, chứ đâu có làm nhiều lần đâu. Hành vi diễn ra liên tục và một hành vi, một phương thức là một tội danh thôi, không thể nào hai tội danh được. Đó là quan điểm của tôi. Được không? Tôi bình luận, tôi phân tích, nhưng tôi phải có quan điểm chính kiến của mình. Thứ nhất là hồi nãy tôi đồng ý với cái chuyện á xác định cái phần về mà cho gọi là cho có cho mượn tài sản hay không, đó là tôi khẳng định luôn là không cho mượn. Đó là quan điểm tôi, không cho mượn. Còn cái chỗ mà vừa rồi là cái chỗ mà 122 là hai tội danh đó, đối với bà Lan á, tôi khẳng định một tội danh thôi. Đó là quan điểm pháp lý của tôi. Trước đó, ngày 19 tháng 3, Viện Kiểm sát xác định bà Lan là người chủ mưu cầm đầu, phạm tội trong thời gian dài với thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của SCB, nên đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tử hình về các tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức ngân hàng, tham ô và đưa hối lộ. Đó là cái lập luận của tôi vừa chia sẻ với quý vị ha. Tiếp tục, cái phần này thì báo viết về cái chỗ bà Trương Mỹ Lan chi phối điều hành SCB. Đối với việc bà Lan và các luật sư cho rằng bị cáo không phải là người chi phối điều hành SCB, không phải chủ thể của tội phạm tham ô tài sản, Viện Kiểm sát nói nhận định đánh giá như thế nào là không đúng quy định của luật doanh nghiệp, các tài liệu chứng cứ khác cũng như diễn biến tại phiên tòa. Theo Viện Kiểm sát, bà Lan mặc dù không là thành viên hội đồng quản trị, nhưng kết quả điều tra xác định bị cáo là chủ thực sự của SCB, đã thâu tóm và sở hữu chi phối hơn 91,5% cổ phần của ngân hàng. Việc này thể hiện trong rất nhiều chứng cứ cũng như là diễn biến tại tòa, bản kê biến động cổ đông của SCB. Bà Lan luôn nói bà Lan chỉ có chiếm 5% thôi. Còn Viện Kiểm sát nói bà Lan mặc dù là trên thực tế bà Lan đứng 5% cổ phần, nhưng dựa vào những cái hồ sơ khác thì có những cái lời khai là chứng cứ khác cho rằng là đứng tên dùm cho bà Lan, và đồng thời cộng thêm những chứng cứ khác nữa. Ví dụ bản kê biến động cổ đông của SCB, mỗi khi cổ đông mà mua vào cổ phần thì họ sẽ biến động số tăng số giảm. Ví dụ hôm nay tôi mua 5%, ngày mai tôi lên tôi mua 2% nữa, tôi 7%, thì trong cái hội đồng quản trị sẽ có một cái sự ghi nhận là tăng và giảm số cổ phần, thì cơ quan điều tra họ mới là lấy cái hồ sơ đó ra, họ mới xem tại sao hôm nay người này mua 5%, ngày mai họ 7%, ngày khác họ bán đi 3%, thì diễn biến là tăng giảm cổ phần mới xác định rõ ràng rằng cái người này có phải chủ sở hữu thực sự hay không. Chào quý vị ha. Rồi thì Viện Kiểm sát cho rằng việc này thể hiện trong rất nhiều chứng cứ cũng như là diễn biến tại tòa, như là bản kê biến động cổ đông SCB, lời khai của Tạ Chiêu Trung, tổng giám đốc công ty chứng khoán Vĩnh Phú, cựu phó tổng giám đốc SCB, trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa cho biết mọi biến động cổ đông của SCB đều thực hiện theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan. Việc mua thêm cổ phần của SCB cũng là thực hiện theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan và lấy tiền của Vạn Thịnh Phát để mua. Đây, người ta không phải là căn cứ một lời khai duy nhất không đâu, nhiều lời khai cộng với chứng cứ khác có liên quan, người ta mới kết luận được rằng là có hay không có và đúng hay là sai. Quý vị, cơ quan điều tra đã thu giữ 6 sổ chứng nhận cổ phần gốc của công ty Việt Vĩnh Phú, 5 công ty nước ngoài trong phòng làm việc của bà Lan, lời khai của những người liên quan, có nghĩa là công cơ quan điều tra đều có nhận định rằng thu giữ 6 cái sổ chứng nhận cổ phần. Quý vị mà mua cổ phần của doanh nghiệp đó, là quý vị sẽ có giấy xác nhận, giấy xác nhận chứng nhận sở hữu cổ phần, trong đó là có chữ ký của cái ông tổng giám đốc đại diện pháp luật, có chữ ký của ông chủ tịch hội đồng quản trị đại diện cho các cổ đông khác luôn. Người nào là cổ đông là sẽ biết rõ về cái chuyện này. Theo quý vị thì cơ quan điều tra đã thu giữ 6 cái sổ chứng nhận cổ phần gốc của các cái công ty Việt Vĩnh Phú, 5 công ty nước ngoài trong phòng làm việc của bà Lan. Lời khai của những người liên quan đều khẳng định bà Lan nhờ đứng tên.
mình có tài sản vài trăm chục ngàn tỷ để là cổ đông của SCB thì mình cũng thật sự mà nói mình cũng không có dạy gì mà mình không nói là của mình hết. Huy đồng ý với tôi không? Chỉ cần sở hữu 1% cổ phần ở SCB thôi thì quý vị biết là vốn hóa ra thị trường một cổ phần là bao nhiêu phần trăm, 1% là bao nhiêu tiền không? Chỉ cần sở hữu 1% của SCB thôi là vốn hóa và cái tiền đó mà được định giá bằng cái tài sản có thể lên đến là vài chục ngàn tỷ. Thì cũng không có ai mà dạy gì mà nói rằng là tôi đứng tin giùm ta hết. Mình nói mình đứng tin giùm ta, điều đó vô tình là mình đã từ bỏ vài chục ngàn tỷ trong vòng chớp mắt, đúng không? Mình phân tích thôi ha. Đấy, cho nên là không có ai dạy gì mà đi nói rằng tôi đứng tin giùm cho người ta cả. Ví dụ đứng tin giùm 5% đi, là vô tình mình đã vừa mới nói đứng tin giùm một cái thôi là mình đã từ chối vài trăm ngàn tỷ rồi, còn gì nữa, đúng không? Lời khai của những người có liên quan đều khẳng định được bà Lan nhờ đứng tên. Chính bị cáo cũng xác nhận đã vận động người thân, bạn bè để mua sở hữu 65% cổ phần trước khi hợp nhất. Bản thân bị cáo từng khai đang tìm và thỏa thuận với nhà đầu tư khác ngoài Nhật Bản, Singapore để bán cổ phần của mình. Đại diện viện kiểm sát dẫn lời khai của bà Lan tại phiên tòa xét hỏi. Ngoài ra, theo quy định của pháp luật, SCB là ngân hàng được hoạt động trong luật doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất. Hội đồng quản trị chỉ là cơ quan được lập ra để quản lý công ty mà thôi. Do đại hội đồng cổ đông bầu ra, viện kiểm sát cũng viện dẫn nhiều quy định của luật tổ chức tín dụng và doanh nghiệp liên quan đến cái việc biểu quyết đề cử thành viên hội đồng quản trị để chứng minh thành viên hội đồng quản trị chịu sự chi phối cổ đông nắm giữ cổ phần lớn nhất. Là viện kiểm sát đó, họ chứng minh thêm một cái nữa. Hội đồng quản trị chỉ là những người là đại diện của các cái cổ đông là chủ sở hữu doanh nghiệp thực sự cử ra để quản lý doanh nghiệp, là quản lý cái ông mà là tổng giám đốc đó. Tại vì ông tổng giám đốc là cái ông điều hành. Hội đồng quản trị là quản lý cái ông tổng giám đốc đó và cho định hướng để ông ấy điều hành doanh nghiệp. Thì người ta mới chứng minh được rằng là ông cổ đông là cái ông có quyền chi phối cái ông hội đồng quản trị, chứng minh bằng cách là cái người đứng cái sở hữu cao nhất là sẽ quản lý cái ông hội đồng quản trị, hay là chi phối nắm giữ cái phần lớn nhất. Bà Lan quyết định mọi hoạt động điều hành của SCB, các lãnh đạo SCB qua các thời kỳ không phải là người có quyền hạn cao nhất mà chỉ thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo. Đại diện viện kiểm sát nói, đồng thời cho rằng có đủ căn cứ để xác định bà Lan là người sắp xếp nhân sự chủ chốt, đưa ra các phương án, các phương thức, thủ đoạn để thực hiện hành vi phạm tội. Đó chính là cái quan điểm của viện kiểm sát là tranh luận với các luật sư của tôi. Chúng ta chờ ngày mai để xem coi viện kiểm sát sẽ tiếp tục những cái quan điểm nào nữa để phản bác. Bây giờ chỉ có 4 ý kiến thôi, còn lại 4 ý kiến nữa mà viện kiểm sát chưa có phản biện. Thì sau khi viện kiểm sát phản biện xong rồi đó, các luật sư đồng nghiệp sẽ phản biện ngược lại để xem coi lời phản biện đó của viện kiểm sát có cơ sở hay không. Thưa quý vị, chúng ta nghe hai phía rồi đúng không? Lúc trước á, chúng ta nghe cái phía luật sư đồng nghiệp của tôi đó là phản biện cái cáo trạng của viện kiểm sát, phản biện cái lời luận tội. Hôm nay viện kiểm sát sẽ phản biện lại cái ý kiến quan điểm luật sư đồng nghiệp. Rõ ràng trong một vụ án nó rất là phức tạp, chứ không phải nó đơn giản như mọi người nghĩ. Mình cứ nhìn vô rằng là bà Lan phải có tội này, bà Lan rút ruột người này, bà Lan rút ruột, không phải. Nó có rất là nhiều tình tiết mà bản thân chúng ta là những người theo dõi và mình phải nhìn ở góc độ pháp luật. Thưa quý vị, đó là lý do vì sao quý vị thấy đó. Nhiều người cứ hỏi rằng là bây giờ đó là người dân như thế nào, xin thưa, người ta đang xử lý mối quan hệ giữa bà Lan với lại là SCB, chứ người ta không xử lý cái hành vi của người dân với SCB. Ở đây bị thiệt hại là SCB, SCB là người cho vay, SCB là cái người giải ngân, thì bị hại là SCB, còn cái người lấy tiền ra là bà Lan, nó không có liên quan tới người dân hết đó. Đấy, cho nên thấy hôm rồi có một số anh chị bức xúc nói rằng là tiền người dân như thế nào. Tiền người dân như thế nào thì cứ vào SCB rút tiền ra bình thường, nếu mà mình có gửi thì mình rút, nếu mà trái phiếu đến hạn thì mình đến mình lấy, chuyện đó là bình thường nha quý vị. Đừng để những cái bức xúc đó mà làm ảnh hưởng đến cái gọi là cái việc giải quyết vụ án của nhà nước à. Rồi, câu chuyện hôm nay tôi bình luận phân tích cho quý vị hiểu hơn à, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Bây giờ thì tôi sẽ trả lời một số các câu hỏi khi mà quý vị đặt câu hỏi.
và có những cái sự gì nào mà chưa hiểu rõ thì tôi sẽ giải đáp thêm khoảng 15 phút nữa ha quý vị. Chị Trương Hoài Thi nói rằng là bên bị hại được yêu cầu tới lãi suất, bên bị hại họ có quyền yêu cầu, nhưng mà bản thân của tôi thì cái tiền lừa đảo nó không phải là cái tiền đến lãi suất. Nguyên tắc của tội hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản là trả lại tiền đó thôi, không có lãi suất ở đây. Bởi vì hình sự nó khác với dân sự mượn tiền có lãi suất, và nếu trả nợ quá hạn là tính lãi suất quá hạn, đó là dân sự. Còn hình sự là vi phạm pháp luật, là xử hình sự cộng theo cái bồi thường thiệt hại nếu có xảy ra, và tiền lừa đảo thì sẽ được trả lại cho khổ chủ chứ không tính lãi suất được. Cho nên ở đây tôi hoàn toàn không đồng ý với viện kiểm sát là tính lãi suất. Tôi hoàn toàn ủng hộ các luật sư đồng nghiệp của tôi không tính lãi suất. Tiền lừa đảo là sao tính lãi suất được? À, chị Trang Bùi có hỏi là luật sư cho hỏi khi cha mẹ mất mà nhà đất mua bằng giấy tay, nhà lại có 8 chị em, nhưng ý nguyện của mẹ là để lại làm nhà từ đường, vậy thủ tục làm sao? Thật ra câu hỏi này chị hỏi ngắn gọn mà nó phức tạp dữ lắm, cũng khó trả lời lắm. Thứ nhất nè, cái nhà này đó là mình đi khai thừa kế trước, khai thừa kế trước, làm thủ tục sang tên đổi chủ cho cha mẹ trước, xong rồi mình mới đi khai thừa kế, đúng không? Tại mua bằng giấy tay là coi mình có thuộc cái trường hợp có được cấp giấy hay không, thì đứng ra một trong các con đó làm thủ tục là đi làm sổ cho ba mẹ trước, xong rồi mình sau đó mình mới đi khai thừa kế xong rồi đó. Thật ra đó chắc là chị Trang Bùi là chưa xem kênh tôi nhiều nè, cái chỗ nhà từ đường đó thật ra nó không có ý nghĩa trong pháp luật. Pháp luật chỉ ghi nhận là nhà để ở thôi chứ không có chữ nhà từ đường ha. Nhưng mà trong cái vụ án kia đó, tôi có giải thích đó, nhà từ đường là sao. Vụ án của bà hàng xóm tôi á, nhà từ đường là cái nhà đó ban đầu ở trong nhà, từ từ đi ra ngoài đường ở, gọi là nhà từ đường. Pháp luật không có chữ nhà từ đường. Nhà từ đường là do người dân mình tự mặc định với nhau rằng nhà đó là nhà thờ gốc. Nhưng mà pháp luật quy định là gì? Nhà là phải có chủ và có người đứng chủ sở hữu trên sổ hồng, đơn giản vậy thôi. Cho nên cái chữ nhà từ đường đó thật ra không có ý nghĩa gì mà pháp luật. À, có một số anh chị nói là muốn liên hệ với tôi để nhà tư vấn. À, xin thưa với quý vị là tôi, quý vị muốn liên hệ với tôi đó là thông qua số điện thoại 0899508487. Đó là số điện thoại bình thường và nó cũng là số Zalo luôn. Anh chị nào có nhu cầu nhờ tôi tư vấn pháp luật trực tiếp, có nhu cầu giải quyết vụ việc của mình, cầm hồ sơ đến gặp tôi để tôi tư vấn trực tiếp. Và anh chị nào có nhu cầu nhờ tôi tham gia bào chữa cho vụ án của mình, có thể liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại đó. Một gặp tôi, hay gặp luật sư Hiền và xã tôi sẽ là người chốt lịch cho quý vị ha. À, chứ tôi thật ra không có thời gian để tôi tư vấn qua cái điện thoại vài câu hỏi. Thật ra không tư vấn được, bởi vì là nghe một hai câu làm sao tư vấn được, nó chỉ là định hướng thôi, rất khó cho tôi. Và tôi cũng không thể nào nghe điện thoại mãi được, tại quý vị biết kênh của tôi đến mấy trăm ngàn người, ai cũng gọi hỏi 5 phút hết thì một ngày tôi đâu trả lời hết được, tôi còn công việc nữa ha quý vị. Nếu quý vị thật sự có nhu cầu nhờ tôi tư vấn pháp luật trực tiếp, giải quyết vụ án cho mình, vụ việc của mình, đặt lịch trực tiếp với tôi. Anh Bí Tư Nguyễn nè, có nói là ông Tuấn phó thống đốc ngân hàng năn nỉ bà Lan hợp nhất ba ngân hàng năm 2012 có chịu trách nhiệm gì hay không? Chỗ này tôi nhớ là ông tòa án đã làm việc với bà Lan rồi. Bị cáo cho rằng là ngân hàng nhà nước đề nghị và yêu cầu bị cáo hợp nhất doanh nghiệp, bị cáo có chứng cứ gì không? Bà Lan không trả lời được. Có văn bản nào không? Bà Lan không có. Như vậy không có cái chuyện
chứng minh được rằng ông Tuấn phó thống đốc ngân hàng năn nỉ bà Lan hợp nhất là không có. Theo gì ha, đó là lời khai của bà Lan thôi, muốn khai kiểu nào cũng được, nhưng nói là phải có chứng cứ ở tòa. Có anh chị Nguyễn Văn Phước có hỏi nếu bà Lan không nhận tội tòa án có ép không? Vấn đề không phải là ép hay không ép. Bản chất á, bây giờ nè, có người làm một vụ án giết người đi. Có người làm chứng, có con dao, có vết máu, có xô xát. Rồi cái thằng bị can bị cáo nó nói nó không có giết. Nhưng mà chứng cứ tại hiện trường có được là gì? Có người làm chứng, có con dao, có vết máu, có xét nghiệm ADN, có hành hung, có xô xát. Vậy thì dựa vào các chứng cứ đó thì kết tội được hay không? Đúng không? Chứ đâu có phải rằng là người bị can bị cáo không nhận tội là không kết tội được. Xin thưa quý vị, không phải. Rõ ràng không? Tại sao dùng người gọi là từ ép được? Có các chứng cứ đầy đủ thì người ta buộc tội chứ làm sao gọi là ép được? Cô với anh Lâm Hồ vụ này tử hình từ 15 đến 20 tên thì dân mới thấy lực pháp nghiêm minh, đâu mà giữ thần vậy. Mình phải coi cái mức đóng góp của người ta trong vụ việc đó nó như thế nào, chứ đâu có phải cái nào cũng là tử hình hết ha. Pháp luật ngoài cái việc xử lý nghiêm minh, nó còn mang tính răn đe và giáo dục. Người ta còn coi cái người đó còn có thể có ích cho xã hội hay không nữa, chứ đâu có phải là pháp luật đưa ra để trừng trị. Đúng không? Pháp luật trừng trị là đúng, xử lý nghiêm minh là đúng, nhưng còn mang tính là giáo dục nữa. Chị thấm rằng đất chưa cấp giấy chủ quyền có xây nhà được ở được không? Xây thì được rồi đó, xây thì được, nhưng mà xây lên rồi chúng ta xuống ta đập chở cũng vậy à. Đất và phải là của mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, đất phải là đất ở rồi mình mới xây, chứ không phải của mình sao xây, đúng không? Xây là xây được đó, nhưng mà quan trọng xây xong rồi người ta đập đáng chịu ha. Có anh Ngô Đức Đạt nè, xin hỏi luật sư nghĩ gì về những nước phương Tây không có án tử? Những nước tư bản phương Tây đó, họ theo cái hệ thống common law, án lệ. Còn những nước như mình đó, là theo về cái civil law, là cái án tại văn bản. Những nước phương Tây đó là họ theo cái trường phái. Xin thưa quý vị là những nước phương Tây phải tách bạch thằng Pháp ra nha quý vị. Nên nhớ nè, mặc dù Pháp cũng là phương Tây nhưng mà luật Việt Nam với luật Pháp giống nhau nha quý vị. Nhiều anh chị là cứ nghĩ là xính ngoại đó, tôi không có bài trừ ngoại, nhưng mà rõ ràng xính ngoại phải hiểu. Người Pháp có một khoảng thời gian rất dài
đô hộ Việt Nam. Và cái tư tưởng làm luật đó là của Bác Hồ mình đó cũng đã có những bước ban đầu là giống với người Pháp. Bằng chứng đó chính là luật của nhà nước Pháp đó là theo cái civil law, là án tại văn bản, luật tại văn bản chứ, luật tại văn bản. Mặc dù Pháp nằm ở châu Âu nhưng luật của Pháp gần khác với những nước khác. Việt Nam mình giống Pháp, bởi vì mình đã có một cái thời gian mình đã tiếp cận với Pháp nhiều về mặt văn hóa, lịch sử và cái cách suy nghĩ. Do đó bản thân mình đừng xính ngoại quá. Mình xính ngoại mình phải biết, mặc dù phương Tây nhưng mà trừ Pháp ra nha, thì bản thân đó các nước phương Tây họ không có án tử là cũng phần lớn, nhưng quý vị biết người ta chịu án mấy trăm năm không? Có người 100 năm, có người 200 năm, có người thậm chí 300 năm nữa. Thì mình sẽ nghĩ như thế nào? Đôi khi đó án tử lại tốt hơn là cái án ở. Mình nên nhớ vậy. Tôi đã từng phân tích cái chỗ này mà một số anh chị lại phản bác tôi. Đó là quan điểm thôi. Đôi khi á, một vết tim, một cái dựa cột, nó là xong, nó nhẹ nhàng. Còn để mà ở lao động và không thấy mặt trời đó 20 mấy năm, thậm chí là 30-40 năm ở những nước khác, thì nó có ác hơn là mình xử một bản án hay không? Nó có rất là nhiều cái cách góc nhìn. Thì hôm trước á, có một anh chị mới phản bác là ở trong trại được làm này làm kia, nói chung là thoải mái, nhưng mà xin thưa rằng được làm này làm kia nhưng mà bị giống như là giam lỏng 20 mấy năm, thì nó có ác hơn là đi một án tử không? Cần nên cân nhắc, đúng không? Nhưng mà những cái trường hợp mà người được cho ở chấp hành án mà họ có học thức đi, họ được phân công những việc nó tốt, làm về giấy tờ chẳng hạn. Nhưng mà những phạm nhân mà họ không có học thức thì họ làm những gì? Họ phải lao động là 20 mấy năm, đúng không? Mình phải suy nghĩ lại chỗ đó. Đôi khi giải thoát là cái tốt nhất. Cái này là góc nhìn thôi, tôi không dám khẳng định cái nào hơn cái nào, nhưng mà rõ ràng là có cái cơ sở người ta nói vậy. Có anh chị Phong Thủy Đức Hòa mới hỏi 6 tấn tài liệu vụ án Vạn Thịnh Phát, thẩm phán có đọc hết không? Hỏi câu hỏi mới sao trả lời luôn. Tôi hỏi quý vị, không có đọc thì làm sao người ta xử? Quý vị nên nhớ nè, ông thẩm phán xử bản án đó, ông ấy phải chịu trách nhiệm với bản án ông ấy ban hành ra. Ông ấy mà phán bản án sai đó, ông ấy phải nhiều khi ở tù nữa kìa. Thì người ta có dám không đọc hồ sơ mà dám xử không? Xử sai nữa tù sao? Đúng không? Có anh chị nói luật sư nói vậy trái với nhân quả, mạng sống là trên hết. Không, tôi phân tích tôi dễ hiểu thôi. Chứ còn cái chuyện mà chọn cái nào đó, tôi không có tham gia vào đạo giáo. Tôi không có đứng ở góc độ đó. Tôi đứng ở góc độ là pháp luật. Và tôi đứng ở cái góc độ là cái việc thực thi pháp luật và chấp hành án. Ở đây chúng ta không phân tích về tôn giáo. Chúng ta không phân tích về luật nhân quả. À. Bởi vì phân tích pháp luật mà đưa luật nhân quả của đạo Phật vô thì không có phân tích được. Chúng ta chỉ biết đơn giản là gì? Pháp luật, chấp hành án. Thế thôi. Bây giờ mà đi ra tòa án, bây giờ mới nói trong tòa án, kính thưa hội đồng xét xử, theo quy định về luật nhân quả, nếu người nào làm sai thì người đó phải tự chịu trách nhiệm với cái kiếp trước kiếp sau nữa. Ông tòa ông kêu về chỗ quỳ gói, không có liên quan. À,
Ở đây chúng ta không nên nói cái chuyện mà luật nhân quả ở đây. Bởi vì có chị nói luật nhân quả đó, thật ra đúng là mạng sống là của một con người ai cũng phải tôn trọng hết, đó là hiển nhiên là không có không bàn cãi gì hết. Nhưng thử hỏi một người mà sống cực kỳ khó khăn vài chục năm, có phải là họ đang quằn quại hơn là họ đi hay không? Tôi nói vậy nói thế chứ chỗ này nè, tôi nhớ hồi xưa đó tôi đọc cái bài báo, thì bài báo đó nó mới viết về một cái một cái quan điểm của các nhà làm luật ở bên châu Âu á, tôi kể quý vị nghe để quý vị chọn cái nào. Thì bên châu Âu á họ không có cho phá thai, họ không có cho, bởi vì á một số nước họ nói vậy nè, khi mà mẹ bầu mang thai một đứa bé rồi phát hiện ra đứa bé đó bị bệnh, bị khuyết tật và có cơ may sinh ra lớn lên chừng 5-6 tuổi là mất, thì theo như quý vị có cho phép phá thai hay không? Đó là về vấn đề quan điểm. Một số người nói đó dù sao cũng nó là một đứa bé, là sinh mạng, là mình phải duy trì nó và nuôi sống nó. Còn quan điểm khác là cho rằng là vậy nè, đứa bé được sinh ra rồi nó không được tốt, không được hình hài như mọi người, như mọi đứa trẻ khác, việc phát triển của nó rất là tội nghiệp cho nó, và khi cha mẹ nó chết thì ai lấy lại người nuôi nó, đúng không? Nó có rất nhiều cái chúng ta phải lựa chọn. À, chị Lệ Hồ làm sổ đỏ mà liền kề không ký giáp ranh yêu cầu khi đo đất có mặt mới ký, vậy địa chính có chịu đo không? Không cần ký giáp ranh. Xin thưa với quý vị, ký giáp ranh chỉ là một trong những cái vấn đề mà về mặt nghiệp vụ là để cho sau này hạn chế tranh chấp thôi nha, chứ không phải rằng là phải có ký giáp ranh mới ra sổ được là sai. Theo cái thủ tục để cấp sổ đỏ đó, tôi chưa thấy văn bản nào của nhà nước quy định phải có ký giáp ranh mới được cấp sổ. Theo quý vị. À, bạn CU có hỏi là xin hỏi luật sư xét xử ngân hàng SCB về vụ mua trái phiếu của người dân mà không thấy nói gì đến đến. Ủa, tôi nhớ là tôi trả lời nhiều lần về câu hỏi này rồi mà. Người ta đang xử cái vụ mà của bà Lan chứ người ta đâu có xử cái vụ trái phiếu. Trái phiếu là mua bán trái phiếu, chuyện đó người đâu có xử chuyện đó. Bạn CU là mua trái phiếu đúng không? Vụ trái phiếu là mối quan hệ giữa người dân mua của cái người bán, đâu có liên quan đến vụ án này đâu mà xử. Nè. Có anh Hùng Nguyễn Ba Bơ, luật sư cho hỏi là nhà tôi xây trên đất quy hoạch đã 7 năm không giấy phép, nghe nói luật bây giờ đất quy hoạch trong vòng 5 năm nếu không thực hiện quy hoạch sẽ bãi bỏ, vậy nhà tôi xây có sao không? Đất quy hoạch xong rồi không thực hiện là bỏ, nhưng mà nó ban hành quy hoạch mới cũng vậy à. À, chỗ này là anh Hoàng Long Gia hiểu rõ nè, làm đất đai biết nè, nguyên tắc là đất quy hoạch có thời hạn xong rồi phải thực hiện, không thực hiện là phải bãi bỏ, bãi bỏ xong rồi quy hoạch mới, chuyện nó bình thường không?
À, câu hỏi có chị Hoàng Phan ha. Chị Hoàng Phan, luật sư ơi, luật mới bây giờ khi tách hộ thì người đó phải có nhà trên đất mới phải được phải không? Tôi đâu thấy luật nào quy định đâu. Tách hộ là nó liên quan đến việc quản lý hành chính mà. Không có họ, không có nhà. Không có liên quan chuyện đó nha. Tôi không thấy luật nào quy định hết á. Chị Nguyễn Thị Dung nói, luật sư cho hỏi gần nhà tôi có chị bán đất 60 tỷ, ông giáp ranh đất đòi cho 6 tỷ, nếu không cho thì không ký. Không ký thì thôi. Không ký thì đem cái giáp ranh đó đi lên Ủy ban Nhân dân phường, mình niêm yết 30 ngày, không ai tranh chấp thì đi làm sổ. Đâu có liên quan gì đâu. Đấy, hỏi chuyên gia mua bán bất động sản ông Hoàng Long Gia nè. Đâu có nhất thiết là phải ký giáp ranh. Đâu vậy? Đừng có nghe người ta nói là giáp ranh rồi rồi mình làm phức tạp vấn đề lên. Giáp ranh là để hạn chế các bên tranh chấp về sau. Còn hộ kế bên không ký giáp ranh thì mình niêm yết ở ủy ban phường trong thời hạn 30 ngày. Nếu không có ý kiến là mình đi thực hiện thủ tục là sang tên đổi chủ luôn. Quyền lợi của họ chứ. Còn họ nói rằng là họ không có ý kiến đồng ý thì họ khởi kiện đi. Ha. Rồi thôi, tối nay mình ngưng ở đây hay có gì? Tôi còn làm hồ sơ cho thân chủ nữa. À, thôi chúc quý vị có buổi tối thật là ngon giấc. Ngày mai hy vọng là có thêm tình tiết mới chúng ta cùng nhau phân tích và bàn luận ha. Rồi xin chào, chúc mọi người là ngủ ngon. À, anh chị nào có nhu cầu nhờ tôi tư vấn pháp luật trực tiếp hoặc nhờ tôi tham gia bào chữa vụ án cho mình, có thể liên hệ với tôi thông qua số điện thoại 0899508487. Số đó cũng là số Zalo luôn. Một là gặp tôi, hai là gặp luật sư Hiền và xã tôi sẽ là người tiếp chuyện đặt lịch quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.